Rồi. Chào bác sĩ, khi bị đau mỏi vai gáy, tôi thường sử dụng các sản phẩm cao gian nóng, các loại dầu để xoa bóp, thấy cũng có hiệu quả. Vậy tôi có phải đi khám ở các cơ sở y tế nữa hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Ở những cái giai đoạn đầu khi bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng đau mỏi thì có thể sử dụng những cái chẳng hạn như là cái cao gián nóng này, rồi có thể tự xoa bóp, tự vận động một chút thì các cái triệu chứng nó cũng sẽ giảm đi. Vì vậy thì rõ ràng là với cái cơ chế bệnh như thế thì nếu chỉ thuần túy như thế thôi thì cũng sẽ không giải quyết được về căn bản đối với cái bệnh đau vai gáy này. Có thể bị gặp lại. Vâng, đúng không? Bệnh nhân sẽ bị gặp lại và càng về sau thì cái tần suất nó sẽ lại càng cao hơn và cái sự khó chịu nó lại càng nhiều hơn. Thì khi mà những cái lần tái phát lần sau thì cũng nên đến khám ở những cái chuyên khoa, có thể bên đông y, có thể bên khoa khớp hoặc là khoa phổ chức năng để được đánh giá cho nó đầy đủ, thì chúng ta sẽ có cái hướng điều trị và hướng tập luyện rồi hướng đề phòng nó được tốt hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị khán giả cũng đã lắng nghe lời khuyên rồi, là chúng ta cũng không thể chủ quan được, nên đến các cơ sở y tế để khám. Quý vị khán giả vẫn thường xuyên chia sẻ với chương trình qua các số điện thoại của chúng tôi là 0436462740, 0436462741 và 0984969090. Thì các bác sĩ của chúng tôi cũng có thể tư vấn thêm cho quý vị và các bạn ở bên cạnh những cái vấn đề mà chúng tôi trao đổi cụ thể trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một vài những cái nội dung chính mà chương trình mang đến cho quý vị và các bạn. Triệu chứng đau mỏi vai gáy, đau đầu hoặc nửa đầu, cảm giác đau âm ỉ hoặc đau dữ dội vùng cổ, vai, gáy, đau khi quay đầu sang bên trái hoặc bên phải, cảm giác đau đớn có thể lan rộng lên thái dương, tai hoặc lan xuống bả vai và cánh tay. Nguyên nhân dẫn đến chứng đau mỏi vai gáy do tuổi tác, do thừa cân, béo phì, có thể do ngồi trước quạt, máy lạnh, dầm mưa dãi nắng lâu, tắm rửa ban đêm. Các mạch máu, các cơ bị chèn ép do nằm sai tư thế, gối quá cao khi ngủ, ngồi làm việc sai tư thế trong thời gian dài, do dị tật bẩm sinh, do chấn thương. Điều trị bệnh đau mỏi vai gáy, xử trí bệnh đau mỏi vai gáy có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy theo nguyên nhân và mức độ. Tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng làm mềm cơ, tránh mang vác các vật nặng gây đè nén cột sống, phẫu thuật khi có chỉ định của bác sĩ. Dùng thực phẩm chức năng có thành phần từ thảo dược như chiết xuất từ đậu tương lên men, natokina, đỗ trọng, ngư tất, thục địa, xuyên khung, đương quy, cam thảo, đẳng sâm, quế nhục.